Lần đầu tiên tôi ăn thử món cháo ếch luôn á. Và câu chuyện bão táp mưa sa. Hello mấy bà, tôi là Phi Thích Review đây. Hôm nay sẽ dắt mấy bà đi ăn cháo với tôi nha. Chỗ này là nằm ở 110B Trần Văn Khéo, kế bên Bình Ba luôn. Bên đây người ta bán từ khoảng 4 giờ chiều cho tới 1 giờ sáng luôn. Nên mấy bà nào buổi tối đói bụng không biết ăn cái gì thì có thể chạy qua bên đây nha. Ê mà mấy bà nhớ coi hết cái clip này của tôi nha. Trời đất ơi, tự nhiên đang ăn cháo xong cái bão tới, lốc xoáy đồ hay nó muốn cuốn tôi đi luôn gì đó. Ta nói chị chủ ở trong đây làm mà tôi ngồi ngoài bàn hả, cái mùi nó thơm nức cái lỗ mũi luôn á. Tôi đặc biệt thích cháo bên đây là người ta có để mè lên, nó ăn rất là thơm nha. Bên đây ăn á, mình ngồi ngoài vỉa hè á, kiểu như gió nó mát mát á, ăn cháo nó ấm bụng ấm lòng gì đâu á. Bên đây phần bình thường sẽ là 45 cành, một phần là chỉ có một con ếch thôi. Còn tụi tôi ăn là cái phần 60 cành, có thêm bao tử ếch nữa nha. Ăn nó dai dai giòn giòn khá là ngon á. Bên đây á, chị nêm nếm rất là vừa phải, nhìn đậm đà vậy thôi nhưng mà nó không quá mặn đâu nha. À mà quên, có cái phần 80 cành nữa, bà nào thích ăn nhiều ếch á thì có thể kêu phần đó được hai con ếch luôn. Ta nói cái đùi ếch nó chắc nụi gì đó, ăn như một cái nó ngon gì đâu, mà có kèm thêm ổ bánh mì á cho mình chấm nữa, cũng khá là bắt miệng á. Bữa ai comment nói hoài à, sao kênh của chị mà chị không quay cái mặt chị lên nè, mặt của chị nè. Trời ơi, ta nói công ty nó về quê rồi, rồi cái đâu có rủ nó đi được đâu. Mà cái này á, mấy bà nào ăn hành không được có thể dặn chị chủ là đừng có để hành nha. Tôi quên nói là một phần sẽ được tặng kèm một ly nước đậu đen của chị chủ nấu, nghe uống cũng khá là ngon á. Đây là một trải nghiệm cũng khá là thú vị của tôi mà vui lắm nha. Còn giờ tôi về đây mấy bà nhớ ghé đi ăn đó.